vương, vương là gì? Cái xã hội trên trời cũng như xã hội dưới đất chúng ta truyền thừa, vua vua vậy đó, thì trên trời cha là vua của tất cả cái vũ trụ này, cũng là cha của tất cả các chư Phật, mẹ là đất, mẹ tạo ôi đi cầu này là Phật mẫu, cha là thượng đế. Trên trời có 36 ông trời, 36 thượng đế, cha là thượng đế lớn nhất. Cho nên kinh Thiên Tâm á, là cái đúc á, mà hôm nay Kiệt trao lại cho họ thiên sáng ngày hôm nay, đó là Nam Mô Nhất Thiên Thiên, có hai chữ thiên nha, thiên thiên tức là cao nhất, chứ còn Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng thường quá, không biết ông nào ông hoàng đế thích hay là ông khác. Tại vì bây giờ nói hay tổng thống, không biết tổng thống Kim Jong Un hay tổng thống Trump hay tổng thống Biden, thì nó có cái gia, cho nên kinh Thiên Tâm có phân biệt rõ Nam Mô Nhất, đó là vị trời lớn nhất cho chúng ta cái linh hồn đó. Rồi mẹ cũng vậy, cũng rất là nhiều mẫu, Phật mẫu này mẫu kia ở khắp tất cả các tầng cõi, tầng ngoài đó có 36 tầng trời, thì Nam Mô Nhất Nhất, chữ nhất nhất hoàng thiên, tức là mẫu, mà mẫu mẫu cao nhất. Tôi nói chuyện mãi đứng tôi khó nói lắm, kiếm cho ghế ngồi đi đó bà con. Thì đã phân biệt rõ ràng như vậy, chỉ kinh điển thì những cái người mà cố tình mà không muốn hiểu về thượng đế hay là không muốn hiểu về cha trời mẹ đất thì họ lái chữ, lái chữ có nghĩa là làm cho bao nhiêu người hiểu lầm, thì họ là ma quỷ mà họ đâu còn sợ tội nữa. Thì nếu mà có Nam Mô Nhất Thiên Thiên thì làm gì có là Hồ Chí Minh muôn năm, cho nên một là trong hai thôi, cho nên phải là Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm thì sẽ không có Nhất Thiên Thiên. Nên nước Việt mình từ thời xưa 9.000 năm thờ cái lon sữa bò này chiều nào cũng lại ông trời, nhưng mà từ lúc Đảng Cộng sản ra đời á, là cái lon sữa bò ở ngoài sân cũng bị dẹp đó. Tại họ không muốn biết ông trời, họ không muốn biết sự thật, nhưng mà sự thật rất là phụ bàn đó. Tới ngày hôm nay á, đã hết hợp đồng cha rồi, thì nước Việt sẽ có một nước Việt mới, cái ngày đó thường đó. Mình đạo mình không có chính trị, nhưng mà ngày mai á, mà cái Đảng Cộng sản Trung Cộng nó có tan, Biển Đông có dậy sóng, hay là một cái nước Việt mới mà Bắc Trọng bị kẹt rồi đó, thì nếu mà không có cái đạo, một cái đảng mới ra, một cái thể chế như thứ ba Việt Nam Cộng Hòa hay là thể chế gì ra, mà không, nước Việt không có đạo đức thì nó còn tệ hơn là cái Đảng Cộng sản hôm nay nữa. Đó là bề trên đã lo cho chúng ta. Cái nhân phẩm con người là cái căn bản để mà thành lập một quốc gia cường mạnh, thì từ đó chuyển lưng thánh dương mới đầu thai vào thành người tìm lập ra cái đạo để sau này rạng danh toàn quả địa cầu này. Và đồng thời nước Việt sẽ là một cái nước không có bị thiên tai địa chất đại hồng thủy trong tương lai, thì từ đó nước Việt thành cường quốc. Còn trong mắt của Kiệt hay trong mắt của bề trên, coi cái nước Việt bây giờ là một cái xã nghiệp, không có phải là quốc gia cộng sản. Kiệt này cũng chẳng ghét cộng sản, cũng chẳng ưa quốc gia. Quốc gia là mấy thằng kim cương thì nghe, chứ không phải là hết tất cả nha. Bên nào thì chỉ chọn cái chánh nghĩa, người cộng sản cũng có người tốt, mấy ông HO cũng có mấy ông tàu lao nữa đó. Nói thẳng luôn á, cộng cộng người cộng trị cũng nhiều lắm. Mình là vì lĩnh bề trên thuốc để mà đưa cái chánh nghĩa, đưa cái tốt cho nước Việt. Không có lý nào nước Việt lại không có hiểu tiếng này. Cái nào mà mình nói được tiếng Nga đó, nếu mà nói tiếng Nga hay mình nói tiếng Bắc Hàn đi, ổn như Putin đâu có dám phô trương vũ khí. Thù thời cơ trời đi hàng nghìn năm, không có sai mà cũng chẳng thiếu. Lời của Phật trời nói chẳng dư chẳng thiếu. Chỉ vì cái thế giới đang hỗn độn, cũng giống như quý vị bây giờ không tin đó, cầm cái điện thoại iPhone đi vô rừng Africa gặp một bộ lạc, quý vị nói được tiếng của người bộ lạc đó, người ăn lông, người mặt rồng đó, ok, tao có thể
cho mày thấy vợ mày đang ở nhà, tức là hai cái máy FaceTime á, nó cũng sẽ không tin. Rồi quý vị nói cho cái người bộ lạc nó hiểu, ồ tao có thể cái tim mày bị hư phải không, tao lấy cái tim mày ra, tao lấy tim heo vô tao thay mày sống rồi. Nó lại cười mình. Nhưng mà người Việt Nam hay người những nước văn minh người ta không cười là gì? Nó là thiệt đúng không? Nó quá thiệt đi. Đây bác sĩ đã chứng minh rồi. Nhưng tại sao trên thế giới này rất là nhiều người không có đủ phước để hiểu kịp? Chẳng lẽ bây giờ kịp phải làm cái gì để chứng minh để cho họ ăn hiền ở lành? Nếu mà nước Việt mà không quay đầu, không tự thiên, những lãnh đạo bây giờ họ không có coi đảng ra gì hết, cũng chẳng có tuân theo luật lệ hết, chỉ họ chỉ biết gia đình và dòng họ họ và cái tài sản của họ thôi, họ không có gì quốc gia nữa. Người đảng viên không có ai mà ngu mà chết cho đảng trong lúc này nữa. Còn chuyện này nói rõ cơ trời để cho tất cả những người đó để thay đổi, để cho cái thời gian không có bị chậm trễ và họ không có bị đột tử và họ vẫn còn sống. Nhưng mà họ gì quá vậy? Mình dùng cái chữ vô minh thì mấy ông thầy nói nhiều quá cho nên biết nó lợn chữ đó, gọi là siêu ngu. Siêu ngu là ngu hơn cái thằng đi ăn cướp mà bị tử hình gấp vạn lần ấy. Thì vì cái lòng mê muội quyền hành vật chất mà họ không chịu quay đầu. Họ cứ nghĩ là ồ để tôi tự làm, tôi tự sửa, tôi tự biến chuyển. Nhưng mà cái đó chỉ là gạt với lương tâm mình thôi, mà chỉ kéo giờ để mà thêm cái túi tiền cho nó nhiều thêm thôi. Mà trên đều biết hết. Thế nên tại sao chuyện này thường nói là có mấy nghìn đảng viên mà lâu nay mà chết đột tử ở hàng 55 trở xuống. Có bệnh giấu nhiều lắm. Nước Việt gì bị nhồi sọ quá lâu năm, thành ra hèn yếu. Từ 18 tới 45 gọi là hèn yếu, không có cái dũng trong đó, mất đi dũng cảm. Cái ngày xưa ông bà của mình chống giặc ngoại xâm, chống Pháp, chống Tàu, năm 7.000 năm, những ngày như ngày Nguyễn Thái Học đầu có rơi nhưng mà lệ cũng không đổ, ngài Nguyễn Văn Trực cũng vậy, tất cả những cái gì đều là thời nay mình tìm một người anh hùng rất là khó. Cái trái đất chúng ta sắp sửa đi vào một cái chu kỳ mới. Chu kỳ mới này nó sẽ đem thịnh vượng hòa bình cho toàn quả địa cầu, mà nó phải đi đồng bộ và mở lớp có lan. Người Việt mình cũng nằm chung trong những cái trang lớp trang lan, mình muốn sớm hay là muốn muộn cũng không có được, đi chung hết. Nhưng mà cái này kiệt bảo đảm trên tất cả các máy quay này, đảng cộng sản sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới, nhất là đảng cộng sản Trung Cộng hay độc tài Putin, hay là đảng cộng sản Việt Nam là coi như đồ rác dục. Nói thẳng luôn á, mấy đại ca đừng có buồn, quay đầu hay không quay đầu. Bây giờ quý vị có nghĩ tức cười, tự nhiên để dẹp được Hamas là bệnh, tức là một trong ba cái lực mà mình nói trời sẽ tiêu diệt á, là thế lực khủng bố chùm khăn á, mượn danh của cha Allah bị quậy trái đất này á, với thế lực cộng sản với thế lực ngầm và siêu thế lực ngầm đó, thì nó mới đưa một cái thế giới hòa bình được. Nếu mà còn một thế lực thì đâu có còn thế giới hòa bình nữa. Chẳng lẽ trường nước Việt Nam làm cộng sản duy nhất trên thế giới sau khi Trung Cộng chia 5-7? Cái ngày đầu tiên mình lên mạng nói 5 năm trước là Trung Cộng chia 5-7, gan nhớ. Nó là sẽ xảy ra như vậy. Cho nên bây giờ ở cái thế cái anh Tập là một mất một còn, mất là chắc rồi đó, đánh thôi Đài Loan đánh không có nổi, ở trong nội loạn thôi chia 5-7. Thì chẳng lẽ Mỹ hay là gọi là phe đồng minh chừa lại nước Việt Nam là cộng sản duy nhất à? Thôi vô rừng ở đi, vô rừng Africa ở đi, không có chuyện đó. Cho nên người hải ngoại
6 triệu người. Mà ngày xưa Thượng Đế và Đức Thầy, Đức Thầy là phụ ước gì đó, đã tính rất là tinh vi cho chúng ta đi học những cái khôn ở hải ngoại. Nghĩa là khi 75 xuống, 75 thì là sản nghiệp đúng không? Cho Hồ Chí Minh thỏa chí được mấy chục năm đi. Khi mà sản nghiệp thì lúc đó những người trên nóc tòa đại sứ Mỹ đi bằng trực thăng đi ra mấy chiếc đại thác Hạm Đội. Rồi có một số đi máy bay qua đảo Guam hay là đi rồi đó là đợt đầu tiên. Trong đó có bà Mai Phương là sứ ngôn viên của Việt Nam Cộng Hòa chạy chiếc bo bo đó, mà mình nói là nhờ cái áo cọc C mà có 6 triệu cho mình ở hải ngoại đó. Rồi sau cái tiếp rồi đi vượt biên, hết vượt biên rồi tới đi đường bộ qua Miên nha em. Rồi hết đi đường bộ qua Miên rồi tới đi đường HO. Rồi hết HO rồi đi ODP. Đủ kiểu hết. Rồi bây giờ du học sinh rồi dạng 500.000 đô, đủ dạng hết. Fiancé, kết hôn. Nhưng mà tất cả mục đích chung là những người đó có phước 6 triệu trên hiền. Bề trên đã an bài cho chúng ta ra hải ngoại để mà chúng ta sau này về để mà gây dựng lại một quốc gia không có đổ máu, tức là lấy ân báo oán á, là mình không có nên ghét Đảng Cộng sản, và mình cũng không có nên tính toán chuyện xưa nữa, nếu không á mình sẽ bị nội chiến hoài. Thì bề trên mới dạy kịp là sau này khi mà đất nước con người không có ai có quyền xử con người, chỉ có trời Phật để cho họ 100 tuổi già rồi để lương tâm họ, chứ không có chuyện mà đi bắt học tập cái tạo 17 năm như ông tướng Lê Minh Đảo nữa, không có chuyện đó, cũng không có thể lấy tiền của người ta nữa, rồi nó sẽ gây thù oán chồng chất nhiều đời nữa, không có nên. Gọi là lấy ân báo oán. Thì những ngày đầu gần 40 mấy năm nay những bác HO đi tìm Kiệt thì cuối cùng mấy bác đã tìm ra. Thì những clip cũ có nói tại sao nước Việt lại có chuyển lưng Thánh Dương đầu thai xuống, một chuyện lạ. Đó là vì Phật Thánh Thiên đầu thai vô nước Việt rất là đông, trừ những người không tin mình là có linh hồn thì muốn làm gì thì làm. Chứ tất cả chúng ta sống ở trong cái quả địa cầu này là gì? Mục đích chỉ là một cái lớp học dở lòng ngắn ngủi thôi, chứ không phải là chúng ta mua chức này, mua bằng cấp nọ, rồi chúng ta sân trước sân sau chúng ta làm đủ chuyện hết, bao nhiêu chuyện tội lỗi, rồi chúng ta chưa kịp hưởng nữa là bác Trọng lại gõ cửa đốt lò rồi. Mà bác Trọng mà không gõ cửa thì cũng đột tử chết, mà có sống cũng lo tiền giấu gốc cây không. Bây giờ quý vị thấy đâu có còn xe Rolls Royce hay những cái xe xịn như Cường Đô La ngày xưa mà chạy lãng vảng Sài Gòn nữa. Nước Việt này á, ngày nào mà chuyện này chưa về Việt Nam á, nó mỗi một ngày nó càng tệ tệ thêm nhiều nữa, không bao giờ có sự thay đổi. Là vì cái câu cuối cùng, người thì thuận theo đất, mà con người bây giờ không còn dũng cảm nữa. Đến khi nào mà họ dũng cảm thì họ mới có Rolls Royce chạy đầy thành phố Sài Gòn. Ở bề trên là để cho mọi thứ cái luật nhân quả mà tự nhiên. Bề trên dạy mình, Phật dạy, cha dạy, đế dạy. Ngày xưa khi mà có quả địa cầu này thành hình để mà những chư thiên ở từ cõi Quan Âm Thiên xuống đây để mà học để mà tiến bộ về thần hồn, để mà trở về trời, mục đích mình chỉ có vậy thôi. Tại trên trời mình sướng quá, mình không có nghe Phật giảng pháp thì mình xuống đây mình phải mang thân người, mình chịu khổ. Cái này là một cái nhà tù chứ không phải cái nơi này là để mà cái nơi vĩnh cửu. Thì trong đó bề trên đã cho có ngũ hành kim mộc thổ thủy hỏa trong cái vũ trụ này,
trong cơ thể chúng ta là tiểu hành tinh cũng có ngũ hành, tại vì chúng ta là thân tứ đại mà, đất nước gió lửa, ăn đồ đất rồi uống nước rồi không khí thở là gió lửa. Nhưng mà khi mà chúng ta thời nay không có biết trời Phật là ai và coi trời Phật không ra gì, thì khi chúng ta sân si nhiều quá, cái tâm nó không nó bị loạn á, thì từ đó một người thì một nghẹt cho anh chút lửa, tại khi mình nổi giận cái hào quang mình nó đỏ. Bây giờ cả quả địa cầu này ai cũng là dễ sân, dễ giận, dễ làm chuyện ác nhiều hơn làm chuyện thiện, thì từ đó nó mới làm cho bao nhiêu cái ngũ hành của cái vũ trụ cũng phải chuyển thay đổi theo, thì từ đó mình mới bị thiên tai rồi núi lửa rồi cháy rừng rồi lũ lụt dâng lên, đại khái là cũng là do chúng ta. Mà hôm nay mà chúng ta mà không có chịu quay đầu với trời Phật Thượng Đế thì chúng ta vẫn chịu khổ ở đây ra ngoài. Chỉ có cái thiên tâm đạo ra đời để mà nó dung hòa. Khó thì ở giữa đạo Phật thì quá khó, người ta khó tu. Và nó không có có những cái thời nay là con cháu ma quỷ nhiều quá. Còn bên công giáo thì có hai cuốn kinh, họ không biết nhân quả, không có biết nghiệp. Thì như thế nào thiên tâm ngay giữa, gọi là đạo công giáo được lên lớp. Hôm nay công giáo được lên lớp, phải học Tam Đại Tạng Kinh, và con người chúng ta phải thoát luân hồi sinh tử. Thiên tâm là một đạo đưa con người thoát luân hồi sinh tử. Vì trên đó chỉ có một. Còn mấy đại thừa, mấy thầy thời nay á, thì cứ nói là được giảng sanh thì có Ai Di Đà, cái đó củ cà rốt cột với trước mặt của con thỏ thôi. Chứ về trên đó đâu phải là được về thẳng cõi Phật A Di Đà đâu. Nếu mình không á thì mình ở dưới này hoài à. Thôi mình về cõi số 5, số 6, cõi tiên đi rồi mình tu tiếp, mình lên tiếp tục. Trở về cái thời cuộc hôm nay á, là tại vì ngoài đó nhiều người thích nghe thời cuộc. Như người Do Thái, họ cũng giống như người Việt Nam chúng ta, họ lưu lạc bởi vì hồi xưa họ đã không tin Chúa, họ đã đóng đinh Chúa ba cây, thì họ bị cái lời nguyền là mất quốc gia mấy nghìn năm, rồi sau đó họ quay trở lại. Thì hôm nay người Do Thái đã mãn nhiệm kỳ cái lời nguyện thì họ quay trở lại. Họ quay trở lại nhưng mà xung quanh toàn là một khối khủng bố người đạo khăn đó, không phải chỉ riêng cái nhóm Hamas ở Hamas mà giải Gaza không đâu. Thì họ hôm nay họ phải phô trương cái sức mạnh để cho sau này không còn ai ăn hiếp họ nữa. Và họ nhất định là tới cùng, đánh là tới cùng đó. Thì người Việt Nam mình sau này nó cũng tương tự như vậy. Tất cả những cái gì khổ ngày hôm nay, từ ca sĩ vận động, từ những chính quyền hôm nay hà hiếp dân, rồi những cái lực lợi khắc khe, rồi tiền bạc bạc vô túi riêng không lo cho dân gì hết. Thì sau này chúng ta sẽ học những cái bài học hôm nay để mà thành một đoàn kết, thành một cường quốc mạnh trong tương lai. Thôi nói này nữa. Không nghe sư phụ. Nghe nó nhỏ sư phụ. Ok, nó lỡ nói thì làm gì thôi, nói chuyện nếu mà tính từ đầu. Bây giờ nó khởi xướng từ Trung Đông rồi đó. Rồi
này nó sẽ lan qua Á Đông. Thì coi lại năm 2018, nhớ là mùng 3 Tết ngồi lần đó. Trên đời này chẳng ai mà tiên tri mà lỗi lạc như Thiên Long Sơn này. Nói chung không phải là mấy trăm năm nha, nói chuyện sanh tử không á, chuyện mà nếu mà người mà chịu khó ngồi nghiên cứu á, là cái nước Việt mình là thuộc về cái nước bây giờ gọi là siêu ngu, tại vì bị cộng sản nó nhồi sọ 50 năm, chứ gặp như mấy thằng Mỹ mà nó nghe được tiếng Việt Nam này chỗ nó đưa kiệt lên đầu đội, còn Việt Nam mà nó nghe người khôn thì gầu lo, còn người ngu thì ngưỡng đầu cười á, là nước Việt mình á, đa số không có hiểu. Bởi vì lúc buồn mới ngồi than, tại vì thường thăm mấy vị trên trời lắm, buồn buồn mới ngồi là thăm. Thì nói tự gì con chọn xuống trần để chịu khổ, mà sao lại lựa vào một cái quốc gia gì đâu mà tan nát hết, không có đoàn kết. Hải ngoại cũng bị cộng sản kim cương nó phá nát hết, kim cương nằm dùng á. Đậu hũ ở đây, rồi nồi cám heo ở Nam Cali, rồi chảo thập cẩm ở Houston, không có chỗ nào gọi là yên ổn đoàn kết hết. Còn thầy thì chẳng có thầy, toàn là mặc áo vàng thôi, quá trời luôn. Nghe cái gì mới nói, hồi xưa chúa cũng vậy, phải đầu thai vào quốc gia, không có tin thì mới bị đóng ba cái đinh. Nhưng mà bây giờ coi, nó mới loan truyền khắp thế giới, thì con cũng vậy á. Sau này đạo thiên tâm của con sẽ loan truyền khắp thế giới, sẽ thống nhất thế giới mà. Đạo Phật không thống nhất được, công giáo cũng vậy. Cho nên chỉ có thiên tâm sau này là cái thân cây là thượng đế, chúng ta chỉ thờ độc giác thần là thờ thượng đế. Rồi mình học Tam Đại Tạng Kinh, học Phật, thì chúng ta thoát luân hồi sanh tử. Có một cái là hôm nay cái đạo Thiên Tâm ra đời tại núi Thiên Long Sơn này thì có 36 tầng trời và Thiên Long Bát Bộ, các vị gia hộ. Thì ai đeo dấu Thiên Tâm thời nay sẽ vượt qua những cái buồn bực, trầm cảm và những cái xui xẻo gì đó đều vượt qua hết. Thì hôm nay cái đạo ra đời, chỉ cần quay về hướng Đông Bắc, xin cha rồi tôi tên là Nguyễn Phú Trọng, hay là Võ Văn Thưởng, hay là Phạm Minh Chính gì đó đại khái, thì nói con hôm nay con quy thuận với cha, con tên là Thiên Phúc Trọng. Cái Võ Văn Thưởng cũng vậy, nên con là Võ Văn Thưởng, hôm nay quy thuận với Thượng Đế, con tên là Thiên Văn Thưởng. Con làm gô ba chó, cái đại khái gì nó muốn làm gì cứ hứa hẹn đi, đúng không? Tại vì mình phải có nguyện lực giống như Phật A Di Đà 18 nguyện lực và tới âm gì đó. Con là Phạm Minh Chính thì con hôm nay là Thiên Minh Chính. Con thuận thiên để đưa dân tộc Việt Nam thoát cảnh nghèo đói khổ. Trời ơi, cha ở chỗ nó vui liền. Chứ còn đó mà lo túi riêng với lo sân trước sân sau riêng của mình không? Người mà đảng viên Việt Nam không có đáng ghét, họ đáng thương là tôi không có hiểu. Còn mấy thằng ở hải ngoại mà HO hải ngoại mà kim cương hải ngoại mà nằm dùng phá hội đoàn này nọ đó, mấy thằng đó nó lãnh bao thơ đó. mấy thằng đó nó mới là, gọi là mất xác mất hồn mà nào cũng hay. Với tội nghiệp 200.000 đảng viên mà ra hải ngoại mà nằm dùng á, cái tưng lệnh nó bển không à? Bển kêu làm gì bên đây quậy vậy đó, chứ không có biết mình đang làm chuyện gì nữa, thì làm theo lệnh mà. Nhưng mà kêu đi chết á, cũng đi chết nữa. Còn bên kia là thuận thiên rồi. Kia bây giờ nhiều người trong đeo dấu này lắm, từ ông nhỏ tới ông bự. Việc này cũng phải đeo nữa. Tại đi đâu ban đêm á, cái dấu này á, mấy gì thấy ma quỷ nó thấy á, cũng nể một chút, nó cũng xá. Nó xá thôi là nó không có tới để mà nó nhập vô mình, để mà mình làm chuyện khùng rồi. Nên đeo đi. Đi đâu cũng phải đeo cái nón này đúng không? Đi hai trình đi lên núi để mà
Tại thiên ma nó ghét mình còn hơn là mấy kim cương nằm vùng đây nữa. Kim cương nằm vùng là chuyện nhỏ, nó là nó không có hiểu thôi. Còn thiên ma đâu muốn cái đạo, mà người lập đạo nữa đâu phải là đơn giản, thì nó rất là kỵ. Kỵ chỉ là người truyền tin hiểu hiền, kỵ không phải là thầy, không phải thầy pháp, thầy bói, thầy tăng, thầy gì chứ. Kỵ chỉ là người truyền tin của cái đệ tam thái chiến, đó là kỵ nhắc lại 5 năm nay nhiều lần nói vụ này, người truyền tin của đệ tam thái chiến. Nằm trong ngũ đại truyền thừa, cũng không có sanh ra nhà dương giả, cũng không có tu trong tự viện, tự tu ở nhà, tự hiểu biết về Phật pháp, thì những tiền kiếp của chuyện đã là Phật rồi, có 26 bông sen rồi, đã tái sanh vào quả địa cầu này rất là nhiều nghìn năm, mấy trăm nghìn năm rồi. Hôm nay những cái kiến thức nó đã đi từ cái lại gia thức. Cho nên năm 2017 á, có biết nhiều building nhân viên đầy đủ, tự nhiên đêm sáng thức dậy lấy cái building đa hãng xưởng đang làm ngăn mà làm đôi, rồi cái thỉnh tượng Phật tu, rồi cái từ đó khổ nổi điên lên, mới không nó quậy cả năm trời, rồi cuối cùng mới ra được cái chùa. Rồi hôm nay lúc đó tài sản chia cũng lấy cho hết mấy thầy rồi lo đa đạo, không có ai làm chủ của Mỹ mà tự nhiên đêm thức dậy làm chuyện đó. Ngày hôm nay làm nhiêu tiền cũng lo cho cái núi này để lưu truyền nhiều nghìn năm. Trong cái thời buổi kinh tế khó khăn không có tiền mà cũng mới vừa mua cái Thiên Long Thổ biết nhiêu triệu á, mua tiền mặt không á, làm đạo là tiền mặt không, không có nhập bằng gì trên, để lại cho tất cả các đệ tử hội thiên sau này để bảo quản. Bởi vì khi mà sau này cái núi này á, cái gì nói là cả tỷ người sẽ kéo về đây, khi mà họ hiểu ra chuyện hôm nay mình chỉ có chấm một phần triệu người hiểu được, còn ngoài kia cái phần trăm cả 99.9% họ đâu có hiểu, mà họ hiểu nhiều bây giờ mình cũng mệt á, tiếp đâu có nổi. Hiểu ít vậy đó, lên clip lâu lâu từng nói chuyện chút như thế để mà nhắc nhở mọi người là nước Việt trong những ngày kế tiếp sẽ có hạn hán đói, rồi sẽ có nhiều cái khổ tiếp tục, khổ cộng thêm khổ, người nghèo thành ra người chết đói, người trung bình thành ra người nghèo, người đại gia thành ra người mắc nợ, người không bệnh thành ra người bệnh. Bác sĩ không ăn hối lộ vì cuối cùng cũng không còn là giữ lương tâm nữa, cũng thành hối lộ. Tự nhiên cái xã hội nó đào tạo ra một loạt gì, mình không giống như họ, mình bị đá văng ra khỏi cái sân chơi. Cho nên một cái xã hội nó cứ đi như vậy hoài, thì những cái người nghèo mà đang chết âm thầm trong nước Việt mỗi ngày á, bao nhiêu nghìn người rồi thì đi trốn thôi, cứ sanh ra tiếp, cũng giống như 4 triệu đảng viên nó làm con số vậy đó. Bữa nay mấy nghìn thằng nghịch thiên bị đột tử thì nó cũng đưa mấy nghìn thằng mới lên, bây giờ không có thằng khôn cái lựa mấy dốt vô, miễn sao đủ số thôi. Cho nên càng về lâu về dài á thì đảng viên là càng ngu càng dốt nhiều lắm, tại vì mấy thằng khôn sức mấy mà nó chết cho đảng nữa, đâu có muốn làm ô danh của nó đâu có muốn nó xuống địa ngục, chỉ có mấy thằng ngu mới nhào vô thôi. Thì nó cứ lắp vô 4 triệu, bữa nay mày chết 2.000, tao đem 2.000 lựa mấy thằng dưới quê rồi đó, không mà làm công an được để ra đường nó chặn áp cho dữ. Cho nên càng ngày á, cái số lượng người khôn mà nắm quyền đó nó càng ít đi, cái gì phải hiểu cái đó. Còn những cái quốc gia tự do phải học đàng hoàng nha, rồi phải qua West Point nha, rồi thời Việt Nam Cộng Hòa thì phải có bằng sĩ quan đầu lạc đồ này nọ, tập bắn súng rồi tập này kia. Rồi có nhiều ông lên tới tướng mà chưa từng đi đánh trận, chưa từng mà bắn súng nữa, sao làm tướng? Còn bác sĩ á,
chỉ là lo bà gì đó, bà bộ trưởng gì đó đem ba cái thuốc của Trung Cộng chích cho mấy đứa nhỏ của mình đó. Nước Việt đã bị mất nước từ lâu rồi, chẳng qua là nhờ cái khối người Việt ở Việt Nam của trời Phật đưa hải ngoại quá lớn, nên Trung Cộng nó thấy nó muốn nuốt cũng khó trôi á, nó phải nuốt từ từ, không nó phải cho chất độc vô rồi chết từ từ, rồi từ từ cái đồng hóa, từ từ bầu cử để hợp hợp thức á. Nhưng mà đến phút này cái tự nhiên cái nó nuốt giống như nuốt nai tơ vậy, nuốt cuối cùng rồi còn có cái mỏ cái lỗ mũi thở thở, bây giờ được trời Phật bắt đầu lôi kéo ra lại. Không ra là nuốt trọn vô ăn rắn nuốt từ 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 vô. Trung Cộng đã bỏ lỡ mất ba cơ hội để mà thắng thế, đó là ngày xưa không có tấn công Đài Loan, tới ngày hôm nay Đài Loan nó phòng thủ mình, nó thêm tứ kim cương gì đó, Nhật Ấn Độ gì đó, Nam Hàn nữa là khó phải không? Rồi bữa hổm Hamas bị suối, rồi lúc mà nhỉ, Putin đánh Ukraine cũng không có cùng một lượt đánh, cứ ngờ đứng ngoài ngó ngó để học, tức là mất cơ hội, tức là đánh mà đánh hội đồng thì phải đánh sáp lá cà, còn cái thằng kia nó khôn quá thành con ngu, nên cuối cùng nó cứ dần dừ rồi cuối cùng thua. Hôm nay thằng Hamas đánh thằng Do Thái cũng không đánh luôn, rồi bây giờ Hamas tiêu, là mấy cái thằng khối Ả Rập xung quanh đó thấy trong vòng 8 tiếng đồng hồ mà Do Thái đánh nguyên một cái thành phố thành bình địa là sức mạnh của Do Thái ghê hồn lắm đúng không? Làm cho mấy thằng chùm thang quảng hồn là hết giám binh, nghe là bị mất ba cơ hội, đó là tơ trời, tức là ăn rắn nó có ba cái đầu án, sư phụ nó hai đầu, bữa nay thêm cái đầu thế lực ngầm đi bụp thế lực mà chùm khăn bữa nay là xong rồi đó, không có dám đánh Do Thái rồi đó, là im chuyện phải không? Mỹ bây giờ không có cần viện trợ cho Iran với cho Israel, cũng chẳng cần viện trợ cho Ukraine nữa, coi như cái trận chiến này là tạm ổn rồi, bắt đầu chỉ cần tập trung vô cái Biển Đông, sức mạnh vô nữa, đập cái một hai đầu rắn tiêu, giờ còn đầu rắn cuối cùng cũng tiêu luôn. Cho nên bây giờ là cái thế cờ là gì, từ đó cái thế gian này mới thái bình được, không còn chiến tranh, không còn nạn hung dữ nữa, những người độc tài ác hay là đi lấn đất giành dân của người ta. Trung Cộng nó bị mất ba lần cơ hội, đó là lý do tại sao là quý vị thấy là bữa nay bây giờ thằng Liên Xô đâu còn sức mạnh để mà cộng chung với Tàu để mà quýnh Mỹ nữa, nó lo nó không xong nữa, nên không có cần phải tốn thêm tiền vô Ukraine, cứ để nó lình bình nó đi, lo đập cái đầu cuối cùng nữa, từ đó ba cái đầu rắn xong cả thế giới này. Lúc đó Đức Thầy Ngài xuất hiện, kiệt con về 6 triệu chấm hiền bái về. Lúc đó là vui à, 6 triệu chấm hiền về nước vui à, anh mới là lạ, muốn hỏi gì không? Không hỏi gì à? Hỏi bắt chồng từ nào chết không? Trả lời có công lắm à, cái bán lời cũ cũ vậy á, mà ổng ở cái thế đó tội nghiệp ổng á. Ai khác có nhiều chuyện nói lắm, nhưng mà quý vị muốn biết cái gì về vấn đề gì, mình là cuốn kinh sống mà, có chuyện trên trời tâm linh, muốn biết chuyện thời sự bữa nay, thời sự bữa nay chuyện nói rồi, ở Việt Nam thay đổi nó không có liên quan tới Biển Đông, cũng chẳng có liên quan với Trung Cộng chia năm thứ bảy, chỉ liên quan với cái dũng và cái hèn. Đọc mỗi ngày một lần, với có nhiều đứa đọc ngày 10 lần nữa kìa, không tháng 3 lần ít quá.
đó là cái nhịp tụng là đọc mỗi ngày ít nhất cũng một lần. Mình lên đây cũng không có muốn xưng hô gì hết, nhưng mà đến một tuần nào, một tháng nào thì bề trên ra lệnh kêu việc làm gì việc làm đó. Hồi mấy tuần trước mấy vị kêu nói vậy thì việc nói vậy thôi, tại mà làm sai không có được. Tại việc nói chuyện với mấy vị cũng giống mấy vị trên trời, giống như gặp mấy đứa đệ tử ở đây mỗi ngày vậy. Cái là gì, con người của mình nó không còn mê tín nữa, mình bất tín. Bất tín là không có lòng tin, mê tín mà có lòng tin, tin trời tin thật gọi là mê tín, thì là còn được về trời nhé. Còn thứ bất tín khó mà dạy lắm. Nhưng mà có một cái, quý vị đừng có bao giờ nghe những gì Kiệt nói nhiều, mà hãy theo dõi coi những gì Kiệt làm. Chỉ có gần đây giống như nói thì cũng nói quá trời clip rồi, rồi cửa nói 5 năm trước hay là mới đây, mọi người mới biết á, mới nghe mới hiểu về tâm linh á, thì cũng là mới. Thì mấy đệ tử nó muốn làm kỷ niệm, tại nó biết sau này Kiệt bận lắm, đâu phải dễ gặp. Những nước ca ca hát rồi cho vui vậy chứ giờ làm gì, trong đó đâu có sai 12 giới lực. Nhưng mà ở ngoài kia có những người đứng đắn và những người còn chấp á, gọi là chấp tướng, chấp lời nói, chấp này nọ, thì họ lại không có tin đạo thiên tâm. Hello, giáo chủ gì kỳ á, ta chuyển linh thánh dương gì còn ca ca được nữa. Thì cái đó là do mình chấp, phải coi lại bản thân của mình. Còn việc này thì không có đóng kịch, nói sao là vậy. Còn mấy thầy đóng kịch giỏi, màu áo với âm thanh nữa thì cứ chạy theo đi. Thì địa ngục với thiên đàng lúc nào cũng là tự nhiên, thiên nhiên và từ tâm, lời thật việc thật, nói từ tâm. Còn địa ngục lúc nào cũng cần phải có mỹ từ đủ không? Nếu không có mỹ từ sao gạt được dân 5-70 năm nay. Ôi. Thì coi đi. Nên mấy đứa đệ tử họ thi trên thế giới hay là bên Houston ở San Jose mà hôm nay có nghe đỉnh này á, đừng có cái nào clip nào trong nội bộ của mình vui vui á, bớt post lên, nhất là ca nữa. Chứ giờ không lẽ sư phụ ngồi gặp mấy con cứ làm gì vậy? Nó đâu từng nói chuyện 2-3 tiếng lên trên mạng này thông tin, và lúc thiên đình có chuyện thì sư phụ thông tin. Còn có những tuần đâu phải thiên đình lúc nào cũng có news về đâu, đâu phải như news mỗi ngày ở ngoài kia nói, mà nó hù qua hù lại gần cái chục năm nay mà máy bay Trung Cộng phạm ranh giới rồi tàu đụng gì vậy, nó hù không à, cuối cùng có gì bệnh đâu. Vì sao không nói cái đó là best news đi. Còn news của thiên đình á, người ta nói là xảy ra trong vòng 3 tháng tới 6 tháng. Bao nhiêu chuyện này, chuyện này, chuyện này nói đều trúng hết á. Chuyện này anh tập qua dẫn nhóc con của hồi sinh. Cách đây 10 năm trước, bởi trên cho sư phụ cho chuyện biết, sau này hồi sinh là tội đồ dân tộc của Khmer. Nước cờ nước Miên thành nước Việt à, nó tội đồ. Tự nhiên bữa nay đi qua kè kè bên đất tập để làm gì biết không? Ê trọng, tao đem thằng thằng cháu ghẻ của tao ra đây, mày cà chớn, tao kêu nó đâm ngang hông mày trước, ở trên tao tiểu xuống lên đầu mày. Tức là đem theo để hồ phải không? Bất trọng đâu ngu của đó, cứ ngoại giao rồi thấy trong hình nó uống rượu đỏ rồi chia rồi, thì cứ chia đi, cười qua lo thôi. Còn tự nhiên á, 5-7 năm nay tập chưa bao giờ nói cái câu là chúng ta cùng chung số mệnh, giống như đi chăn chấu vậy đó, sắp chết á, chết chung á. Tức là biết mình sắp chết đi chăn chấu chung á, rồi cùng chung sứ mệnh đi chết. Chết chết mình mày đi, bác chồng đâu có ngu nữa đâu, bác chồng có
có cái đài của thiên đình thông báo về nước Việt thành cường quốc nữa. Đó là cờ tàn tính đường để xe, cái này nó lâu lắm rồi. Rồi tiền thành tiền giấy, bây giờ mấy ngân phiếu Sài Gòn đó. Bao nhiêu chuyện này nói chuyện là trúng 99%. Cái cuối cùng hôm nay trúng là hôm nay là Biden sắp sửa bị impeached thì cũng trúng. Rồi hai con mẹ đàn bà mà sắp sửa lôi ra hạch tội đó, ăn hiếp ông Trump á. Rồi ông Trump quay lại. Tại vì thế giới đang điên, mấy thằng điên điên như ngủn phải không? Lúc đó thì hù bom nguyên tử, điên điên như Putin đi lấy nước người ta, rồi nói là người ta ăn hiếp mình. Như là cộng sản là nó, quý vị nói, quý vị trên trời nói, trên thế giới này cái chuyện nhỏ học đậu phộng cả, và cả cái chuyện lớn cộng sản đều nói láo hết, cái gì họ cũng nói láo hết. Ngày mai mà Trung Cộng hay là Việt Cộng hay là Bắc Hàn hay là Putin nhảy đành đành chết, nó cũng nói nó mạnh nữa. Còn chính trị là trò chơi nít 2 tuổi 3 tuổi nhé vậy đó hả? À, mấy con cứ ấy đây, nhiều lúc chúng ta là thật tình hơn họ nữa. Có mấy anh thủ lãnh điên ở trong ba cái thế lực ác của địa cầu này, thì ở trên mới cho có một người đánh khí như kiểu ông Trump vậy, làm tổng thống không đồng. Còn nước Việt sau này là nước cường quốc thì đức thầy mới với cha mới cho thiên đức kiện này xuất hiện, cũng là 60, không danh không lợi không vận động nguy quỷ không. Rồi mới cho cái đạo thiên tâm vô nước Việt, thì nước Việt đã được về trên đã chọn rồi, thì từ đó 6 triệu người á mới đi khách hải ngoại. 6 triệu người này 10 năm sau thì đẻ ra ít nhiều á cũng là mấy chục triệu, thì cứ đi đi về về để mà lo cho một cái tổ quốc quê hương của mình hùng cường giàu mạnh. Chất xám nó quan trọng hơn là tiền đô la nhé. Giống như mình cho người á, mình cho hay cần câu chứ không cho cá là vậy đó. Câu câu hoài chất xám là vậy. 6 triệu trên hiền nó quan trọng á, là một cái tài sản cực kỳ quý báu vô giá. Mọi người Việt Nam mà là người được hồng ân bề trên ban thưởng, mà thời xưa những vị trước 75 những cái bài sấm cơ ra đời đâu có ai biết là chim hiền về tổ, bao nhiêu bài sấm cơ của kiệt độc trên mạng toàn là chim không bay về không. Lúc đó mình còn trong nước, mình đâu có vượt biên, mình đâu có làm gì đâu, kiệt còn ở bên đó mà. Hôm nay chúng hết tất cả, chúng ta như là một cuộn phim đã đóng rồi, phim đã xong rồi, chẳng qua là mình đang coi tới khúc nào thôi và tới đoạn nào thôi. Chứ cái cuối cùng của cái cuối cùng là những gì Kiệt nói 5 năm nay ông Trạng Trình nói là chúng bất chiến tự nhiên thành. Cái câu đó nó có nghĩa ngày hôm nay luôn là nước Việt Nam sẽ thay đổi thành nước Việt Nam mới một cách rất là màu nhiệm, không có đổ giọt máu, cũng không có hận thù, cũng không có tốn nhiên đạn. Thầy áo nắng nóng cũng có nói chuyện, chúc cho vui.